Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là một cái lô đất ruộng nha tất cả anh chị, đất lúa thuộc của thị xã Kiến Tường nha tất cả anh chị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp nha tất cả anh chị. Lô đất này cách thị xã Kiến Tường chỉ có 3.5 km thôi nha tất cả anh chị. Khu vực này điện nước đầy đủ, ok nha. Xe hơi tới đất được nha tất cả anh chị. Xe hơi tới đất được nha. Thuộc thị xã Kiến Tường, phía trước lô đất này có một con kênh nữa nha tất cả nha tất cả anh chị. Ngang là 42m nhân vô hơn 200m nha tất anh chị. Diện tích nó là 9 công nha tất anh chị, 9.000m² nha. Rồi em cũng không để tất cả anh chị đợi lâu, em cũng xin cập nhật về giá bán nha tất cả anh chị. Thì chủ bán với giá là 70 triệu trên 1.000m² nha tất cả anh chị. 70 triệu trên 1.000m², xe hơi tới đất được nha tất cả anh chị. Lô đất này thuộc thị xã Kiến Tường nha. Các anh chị nói chung thì có đồng tiền mà tầm trạng khoảng 700 triệu là mình có thể đầu tư được nha tất anh chị. Trạng 700 triệu trở lại là mình có thể mua lô đất này. Lô đất này tầm gọn gọn thôi nha, chỉ có 9 công đất thôi, với giá là 70 triệu trên 1.000m², 70 triệu trên 1 công nha tất anh chị. Lô đất này thuộc thị xã Kiến Tường, ngang là 42m nhân vô 200m nha tất anh chị. Thì khu vực này hiện tại là đang canh tác lúa nha tất anh chị. Hiện tại là đang canh tác lúa 3 vụ. Khu vực thị xã Kiến Tường hiện tại thì cũng đang chuyển biến cực kỳ phát triển nha tất anh chị. Khu vực này điện nước đầy đủ nha tất anh chị. Phía trước có một con kênh nữa nha, con kênh tầm khoảng 12m, 12 đến 15m nha tất anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp nha, vuông vức nha tất anh chị, ngang là 42m nhân vô 200m. Thì các anh chị các khu vực Sài Gòn khi mình xem đất á, thì mình có thể về từ Sài Gòn về tới trung tâm Tân Thạnh là 74km, từ trung tâm Tân Thạnh về thị xã Kiến Tường là khoảng 19km nữa, và xem đất thêm 3 cây rưỡi nữa thì tầm cũng trạng là 97km nha tất cả anh chị. Nói chung em chỉ cập nhật về các anh chị ở khu vực Sài Gòn, còn những cái khu vực lân cận á, thì các anh chị cứ về đến thị xã Kiến Tường thì mình cộng thêm 3 cây rưỡi là mình có thể xem đất được nha tất cả anh chị. Đây mặt tiền là ngang nè 42m này, nhân vô là 200m hơn nha. Đó, đuôi cũng 42m nha tất cả anh chị. Lưu nói chung là em quét cái trên không ảnh đó, nói chung là nhìn lô đất nó hình dạng như thế nào thôi nha, còn chính xác là trên giấy tờ nha tất cả anh chị. Rồi nói chung thì các anh chị nào mua cái lô đất này á, cất một cái nhà mình ở dùng thôn á, là hợp lý luôn nha. Mua cái nền 700-800 triệu á, thì nó nhỏ lắm, mình mua cái miếng đất 9 công mà 700 triệu nó thật sự là rất hợp lý nha tất anh chị. Các anh chị mua nền các anh chị sẽ biết mà, mua nền tầm khoảng 700-600 triệu thì rất là hẹp nha. Còn mình có đồng tiền từ cỡ 700 triệu thì mình mua cái cỡ 9 công đất là rất là khỏe nha. 70 triệu trên 1.000m² nha tất anh chị, 70 triệu trên 1.000m² chỉ có 9 công đất thôi, thì các anh chị nhân lên nha. Đó, không có nhiều đâu, thì từ 700 triệu trở lại nha tất cả anh chị. Thì các anh chị từ khu vực Sài Gòn về xem đất thì chỉ có 97km nha. Lô đất cực kỳ đẹp nha tất cả anh chị. Đây là khoảng cách từ ngay chỗ thị xã Kiến Tường đến lô đất đó, chỉ có 3 cây rưỡi thôi đó.
Nhà tất cả anh chị chỉ có 3 cây rưỡi thôi nha. Đất cực kỳ đẹp luôn. Điện nước đầy đủ. Còn cái hướng của lô đất này là hướng đông nam nha tất cả anh chị. Nói chung các anh chị nào phù hợp vì hướng đông nam thì nên mua để cất nhà thì rất hợp lý nha tất cả anh chị. Hay là mua để cho thuê cũng ok luôn. Giá cực kỳ hấp dẫn. Các anh chị có thể gặp chủ và thương lượng giá nha. 70 triệu trên ngàn mét vuông. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.